Chào các bạn. Hôm nay buổi sáng mình cũng rảnh các bạn nên mình kiếm cái gì chế các bạn. Mình mới nghĩ được cái chế các bạn. Các bạn nhớ hai cái quạt gió nhỏ phải không? Hai quạt gió nhỏ phải không mà mình gắn vô trong cái cục bo mình thổi cho nó mát á. Mình thấy nó cũng có thổi có gió nhưng mà mình hầu như nó không có giảm được cục bo bao nhiêu nha. Nhưng mà hôm nay mình quyết định mình đi mình tìm mình mua cái quạt gió bự hơn. Tầm gấp 3 gấp 4 cái quạt gió nha các bạn. Mình sẽ lắp mấy cái quạt gió bằng cục bo nằm trên phải không? Mình sẽ lắp mấy cái quạt gió ở dưới các bạn, mình lắp hai quạt gió bự ở dưới cho ở dưới nó thổi lên. Dưới hai bên hông nó thổi vô cục bo các bạn. Cái lúc mà mình chạy á, nó nóng á là nó tản nhiệt cực kỳ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi ra mấy chỗ máy tính cũ á các bạn. Máy tự sửa máy tính á, mấy cái bộ nguồn của máy tính á, thường là nó có mấy cái quạt gió trong mấy cái bộ nguồn á, nó bự lắm nha. Nó tầm cỡ ba lớn nè. Cái mình kêu người ta tháo ra người ta bán cho mình lại mấy cái quạt gió nhỏ đó rồi lặn về mình chế rồi lặn giặt cho mấy bạn coi. Bây giờ các bạn cùng theo mình đi mua nha các bạn. Nãy giờ mình chạy cỡ tầm cỡ 5 cây số thì mình gặp được cái tiệm sửa máy tính nè các bạn. Mình vô mình hỏi thì cái anh đó ảnh có nha. Bây giờ cái ông anh này ổng đang tháo mấy cái quạt gió ra nè các bạn. Đó, mấy cái quạt gió ở trong mấy cái bộ nguồn cũ nè các bạn thấy mấy bộ nguồn máy tính đó, mấy bộ nguồn hồi xưa nó xài mấy cái máy tính bàn nhiều lắm nhưng mà bây giờ nó cổ quá nó chạy nổi á, chạy như đùa bò á nên nếu mà còn xài được thì cũng tháo bỏ luôn chứ không có xài các bạn. Quạt gió thì mình mua có mấy chục ngàn cái mấy bạn ơi, quạt gió cũ mà. Bây giờ ông đang ngồi tháo ra. Mình mua được 4 cái nha. Bây giờ mình mua trước 4 cái thì nếu mà mình chế hết á thì mình mua tiếp nữa. Chỗ này ta cũng còn nữa. Rửa sắp xong rồi. Nhìn mấy giống mấy cái lò nướng nha bạn. Cái đó về nướng đồ cái gì ngon thử nha. Đây là sau khi nguyên một hành trình buổi sáng mình đi mua về nữa các bạn. Đó, mình được thành phẩm là 4 cái quạt này ha. Được 4 cái quạt. Đây. 4 quạt này, mấy cái này nó hơi ấy mình chưa chùi ra nó còn mới chắc à. Tại vì mấy cái này nó ở trong cái bụng nguồn không các bạn, nó không có cái gì văng được hết á. Nó chỉ có bụi đóng thôi. Mình được 4 cái quạt này cũng hơi to to nha các bạn. Cũng khá bự nha. Này các bạn xem nè. Nó vuông. Cái quạt này nó để là 15 15 này các bạn. Các bạn xem nè. Các bạn xem nó để 10 DC 12V nè, 15A. Cái này là mình đưa vô 24V vẫn chạy được luôn nha. 24V mình chạy được luôn. Đó, được 4 cái. 4 cái hình như 4 cái này nó hiệu khác nhau hay gì vậy? Nè, 4 cái hình như mình thấy 4 hiệu à. Nhưng mà nói chung là nó cùng một cỡ các bạn. Nè các bạn xem là nó cùng một cỡ luôn nè. Đó, nó cùng một khối luôn nè. Cỡ một à. Cái này mình gắn cục pin chạy cũng được mấy bạn. Để mình gắn cục pin thử mấy bạn coi nè. Cái này mà để dưới cục bo các bạn, đưa vô điện 24 con là chạy cục bo mát lạnh luôn mấy bạn. Đó, cục pin này nó chỉ có 3 con máy mà nó chạy được rồi nè. Nó chạy cái này nó ít tốn điện nữa. Để mình đem lại mình gắn vô cái bình 24 coi thử mấy bạn coi thử nha. Đây là hai bình này là 24 coi điện nè mấy bạn. Đây, bây giờ mình ghim thử nha. Chạy khá im á. Nó cũ, cũ nhưng mà xài tốt mà. Mấy cái bộ nguồn hồi xưa nó bền lắm. Này các bạn nghe tiếng gió không? Đó, mình không biết cho các bạn nghe tiếng gió không nữa nhưng mà ở ngoài mình thấy gió khá mát á. Rồi chém vô tay luôn. Này các bạn xem nè, nó chạy nè. Đó. Chạy khá mạnh nha các bạn. Cái này mình để hai cái ở dưới cục bo hay là một cái ở trên, cái ở dưới. Cái mình kẹp cái cục bo là cục bo chạy nó vừa mát nữa.
mình tính cái đường tính chắc ở đây nè các bạn. Nè mình rồi xong luôn. Nè mình tính chắc cái quạt này ở đây nè mấy bạn. Đó, cho gió nó thổi vô phía trong cục bo nha. Cục bo chắc nếu mà mình lên cục bo truyền thống là mình tháo cục bo mình để ngoài bạn ơi. Mình để một là ở trước. Mình nghĩ là mình để dọc theo trước này gió nó mát hơn nè. Rồi mình để thêm quạt gió vô nữa. Cái lúc mà chạy gió luồn vô nó mát. Nó mới chịu nổi. Cái xe mình bây giờ đang chạy zin á, chạy zin thì cục bo nó không có nóng mấy, nhưng mà cái lúc mà mình chạy truyền thống 10 bình á, mình đóng hết ga nó nóng gì lắm, nóng cục bo các bạn. Cục bo nóng rồi cái lỗi cũng nóng luôn. Đây là cái quạt đó các bạn. Cái quạt này nói chung cũng khá bự á các bạn, coi các bạn thử cái bình điện nè. Cái bình điện thì nó bề ngang nó bự hơn bình điện nữa nè, thấy không? Bề ngang các bạn có bình điện á. Nó chạy 24V. 12 24, mình để 24 chạy ngon lành. Mình kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn. Chuẩn bị đồ lên đồ xe cho chế cho xe mấy bạn ơi.